Ai! 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 Đi đi! Đừng theo tôi. Em thấy giám đốc của mình dạo này không bình thường không? Từ khi chị Nguyễn Lan bị tai nạn á, ổng bị khùng hí gì á. Em đừng có nói bậy, lỡ mà có ai nghe thấy, đi học lại với giám đốc là em mệt mỏi á. Trời ơi, có gì đâu, em nói đúng mà. Đừng trước chính mắt em thấy ổng la hét chửi mắng người nào đó, đừng dám ổng nữa. Lúc đó chị mà không, ổng ghê lắm chị. Nếu mà như vậy á là tiêu rồi. Ổng á mà bị bệnh tâm thần là cái bệnh viện này lạn quạng, là đóng cửa luôn á. Chị em mình lo tìm đường thoát thân trước đi em. Mình làm việc đi. Em biết chị nằm ở đây một mình buồn lắm, cho nên mỗi ngày em cố tình vô đây thăm chị. Kể từ lúc chị bị tai nạn nằm ở đây, em mới nhận ra chị quan trọng với em tới cỡ nào. Chị mau tỉnh dậy đi chị hai. Chị hai, chị nghe em nói rồi phải không? Chị tỉnh dậy rồi phải không chị hai? Chị hai à, em đi gọi bác sĩ nha. Chị nhất định phải tỉnh lại, em đang cần có chị ở bên cạnh mình. Chị đợi em một chút nha. Bác sĩ ơi. Nguyễn Lan, cô ấy đã cử động lại rồi sao? Bình tĩnh, mình phải làm sao đây? Cô ấy đã chứng kiến hết tất cả. Nếu như cô ấy tỉnh lại thì mình cô đang làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu. Tại vì có con nhện ở trên đó, mà chị hai thì rất là sợ nhện, cho nên đuổi đi đó mà. Bác sĩ vừa vào kiểm tra cho chị hai rồi, chị vẫn chưa có dấu hiệu gì hồi phục rõ ràng. Tôi về nha. Lan à, nghe tin em tỉnh lại anh vui lắm. Nhưng mà nếu như em đừng có tỉnh lại thì phải chứng tỏ là em thật lòng yêu anh. Nếu em không làm được điều đó, anh sẽ giúp em nhanh lắm. Anh sẽ làm bọn lẻ, em yên tâm đi. Trả mạng cho tao. Chính mày mà tao chết. Tới đây mà. Đừng mà. Đừng bán tôi nữa mà. Đừng bán. 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 Đừng bán
nói rồi. Chuyện gì vậy em? Có phải ông Khang mất ngày 17 tháng 8 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nè, anh xem đi. Có một chiếc xe hơi chạy vào nhà ông Khang. Ờ. Và đúng 15 phút sau thì chiếc xe đó quay ra. Đây nè, anh coi đi. Ừ, anh đang coi. Chiếc xe đó đi vào lúc 3 giờ và 15 phút sau đi ra. Anh tua lại giùm em. Ừ. Sao rồi? Có tìm được thêm manh mối gì không? Dạ có thưa sếp. Sếp xem đi. Ngày ông Khang mất là ngày 17 tháng 8. Có một chiếc xe hơi chạy vào nhà ông Khang. Đúng 15 phút sau chiếc xe quay ra. Sếp nhìn đồng hồ đi. Trên đồng hồ á thì 3 giờ 15 phút chiếc xe đó quay ra. Thời điểm đó, ngoài chiếc xe đó không còn chiếc xe nào khác vào nhà ông Khang hết. Tốt lắm. Bây giờ đồng chí Quang tiếp tục xem trên camera để tìm thêm manh mối. Rõ. Còn đồng chí Lâm phải tìm cho ra chủ chiếc xe. Rõ. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ phải tỉnh lại. Con còn chưa kịp nấu cho mẹ bữa ăn. Con còn chưa nói chuyện với mẹ. Con có nhiều chuyện muốn nói với mẹ lắm. Mẹ à, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng có nằm hoài như vậy nữa, có được không mẹ? Mẹ à, mẹ, mẹ không nhớ gì hết sao? Ngày sinh nhật cuối cùng của con, mẹ hứa là, mẹ hứa là mỗi năm mẹ sẽ tặng bánh sinh nhật cho con mà. Bao nhiêu năm nay mẹ đâu có làm sinh nhật cho con. Mẹ phải dậy, mẹ phải dậy, mẹ phải làm sinh nhật bù lại cho con. Đúng rồi, từ nay, từ nay mẹ phải, mẹ phải đền bánh sinh nhật cho con. Mỗi năm như vậy con sẽ lấy 2 cái. Không, con sẽ lấy 3 cái. Lấy cho tới khi nào mẹ trả hết nợ thì thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng có thất hứa với con mà mẹ. Mẹ dậy đi mẹ ơi. Mẹ đừng có thất hứa với con. Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi. Mà hai cậu ngồi. À, dạ. Hai cậu uống gì bạn? À, cho em trái dừa nha. À, trái dừa nha. À. À, à chị ơi. Ơi. Chị có biết cô gái này hay không? Trời ơi, con gái đẹp kiểu này á hả? Đà ná nhau thiếu gì? Đứa nào cũng giống đứa nào hết trơn á. Ủa, bộ đi bắt ngoại tình hả? À, dạ thôi thôi ạ, à, được rồi. Cảm ơn chị. À. Con muốn nói chuyện với mẹ, mẹ ơi. Anh đã sai rồi. Anh đã giận mẹ quá lâu. Anh cố gắng bình tĩnh. Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi. Bây giờ anh ở bên cạnh dì ấy, được lúc nào thì tốt lúc đó, để sau này không phải hối hận như hôm nay nữa. Anh coi cái này đi.
Nó làm cái gì vậy? Anh nhìn đi, anh có thấy là mình đang thấy điều gì đó và rất là sợ hãi nó không? Có lẽ như là có ai đó đang nhát nó à? Ừ, có lẽ là ảo giác đã nhìn thấy điều gì đó mà người khác không thấy nên khiến cho mình phải sợ hãi. Em được biết những người bị tâm thần phân liệt thì cũng có những biểu hiện hoảng loạn giống như vậy, là do ảo giác. Nó có thể biến họ thành một tội phạm, thậm chí là họ giết người mà bản thân họ không thể nào kiểm soát được. Nhưng trước đây nó chưa từng trải qua những chuyện như vậy, tại sao bây giờ nó lại? Đó là câu hỏi mà em vẫn hay hỏi là tại sao. Có thể là những sang chấn tâm lý từ hồi nhỏ khiến cho nó bị lại, hoặc là hiện tại thực tế đang lặp lại chuyện lúc nhỏ. Rồi em nhớ rồi, mời em giao. À, chị ơi. Cái gì không anh? Chị làm ơn cho em hỏi thăm, chị có thấy cô gái này ở gần đây không? Cô này hả? Chị nói em nghe nè, bây giờ em vô khu xóm trọ này nè, nhiều lắm. Ở trỏng á, nhiều cô trạc tuổi này lắm, vô trỏng mà kiếm. À, ừ, dạ. Vô trỏng á em. Dạ, được rồi, cảm ơn chị. Ừ, có gì? Đi. Dạ. Đi thẳng vô luôn. Chào anh. Chào hai anh. Anh làm ơn cho hỏi anh có từng thấy người này không vậy? Có. Cách đây 2 ngày có thấy ảnh chạy một chiếc xe hơi tới đây để rửa. Lúc xuống xe còn thấy tay phải của ảnh bị giật. Lúc đó là buổi tối. Tôi nhớ rõ lắm. Chắc mà đúng là anh đó. Cảm ơn anh. À, phát hiện ra manh mối gì không? Dạ không có gì. Cái gì kìa? Anh. Ừ? Con dao có vết máu. Thưa trung tá, chúng tôi đã tìm được con dao nghi ngờ là của hung thủ để lại.
cách hiện trường gây án, nơi tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân khoảng 500m à. Theo những gì người dân xung quanh phản ánh thì ngày hôm đó có một tai nạn của một người phụ nữ mà chúng ta biết đó là cô Uyển Lan, con gái ông Khang. Theo những thông tin của ông chủ tiệm rửa xe đã cung cấp thì có một chi tiết cực kỳ quý giá, đó là vào ngày hôm đó có một người đàn ông tới rửa xe với dáng vẻ gấp gáp và cực kỳ hoảng sợ, tay phải còn bị giật giật nữa. Đem xét nghiệm ADN máu trên con dao và lấy dấu vân tay để xác định hung thủ. Nếu đúng đây là con dao gây án thì chúng ta sẽ biết ngay manh mối thôi. Báo cáo trung tá, chủ nhân biển số xe ra vào nhà ông Khang 2 lần. Vào ngày ông Khang chết, đó chính là của Minh, con rể ông Khang. Không phải là khi bị thẩm vấn mình có nói là ngày hôm đó không có tới nhà ông Khang sao? Đúng. Còn cây bút khắc tên của anh ta rơi trong phòng của ông Khang. Anh ta trả lời việc này trước sau rất là mập mờ. Đây là một manh mối rất là đáng nghi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì nữa thưa sếp? Như vậy á thì chúng ta phải mời anh ta lên đây một lần nữa thôi. Rõ. Chào sếp. Phải nói cho nó biết sự thật về tình hình sức khỏe của mẹ. Mình phải xác minh xem có đúng là nó đang bất ổn về mặt tâm lý như Linh nói với mình hay không. Sao mày cứ tới đây hoài vậy hả? Tại sao mày không buông tha cho tao vậy? Thôi được, nếu là như vậy hôm nay tao sẽ sống chết mày một phen. Khốn nạn, đồ khốn nạn! Trả mạng cho tao! Tao giết mày! Trả mạng cho tao! Tao giết mày! Minh à! Minh à! Minh à! Nó đâu? Anh cứu nó rồi mày không? Mày điên rồi hả Minh? Tao vừa mới bước vô mày làm gì mày bóp cổ tao muốn chết vậy? Người ta nói mày bị ảo giác, bị ma nhập nữa. Tao không có tin, bây giờ tao tin thiệt rồi đó. Tại sao vậy Minh? Có chuyện gì đã xảy ra phải không? Hả? Anh quan tâm chuyện đó làm gì? Chuyện đó không phải của anh. Mày là em trai của tao, tao không quan tâm mày, tao quan tâm ai hả Minh? Anh thôi đi. Bây giờ không phải là lúc anh mang chuyện đạo đức ra để nói chuyện. Mày, có phải mày đã làm việc gì sai trái nên bây giờ mày mới bị như vậy không? Mày điên rồi hay sao vậy? Mày có biết mày có làm cái gì đi nữa thì trước sau gì người ta cũng biết hay không hả? Biết thì sao? Anh sợ hả? Hay là anh sợ phải ngồi tù thay tôi một lần nữa? Xin lỗi anh, tôi chưa từng biết ơn anh về điều đó. Bởi chính vì điều đó mà cuộc sống tôi mới ra như vậy. Anh biết chưa? Mày đừng có nói khùng nói điên nữa có được không? Đi. Đi với ta. Bảo Linh. Đi đâu? Đi qua bệnh viện. Đi qua bệnh viện điều trị. Mày không thể như vậy được đâu Minh à. Tôi bệnh gì mà anh đưa tôi đi điều trị? Anh nghĩ tôi bị điên hả? Anh định đưa tôi qua đó rồi xong anh đưa tôi vô bệnh viện tâm thần luôn hả? Tôi không có điên. Mày, đi nhìn lên. Chỉ cần gặp bác sĩ là được thôi mà. Tôi là bác sĩ, tôi biết bệnh của mình. Không những vậy, tôi còn là giám đốc cái bệnh viện này. Giám đốc đó anh biết không? Tôi cần gì phải đi đâu hả? Minh, anh tránh ra. Nghe là anh. Tránh ra. Đi, đi qua bệnh viện. Đi Minh à. Buông tôi ra. Đi. Tránh ra. Dừng tay. Mời anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra. Ừ, khoan đã. Điều tra sao? Chính anh đã gọi họ tới đây phải không? Hả? Mày điên rồi. Mà mấy anh, nó có tội gì mà phải bắt nó? Có người tố cáo và chúng tôi đang điều tra lại nguyên nhân cái chết của ông Khang. Mời anh hợp tác. Có biết thời gian của tôi là quý như vàng ngọc không hả? Tôi yêu cầu anh bình tĩnh. Có người đề nghị chúng tôi là phải điều tra lại vụ án này.
vì nghi có người hại chết ông Khang. Lần trước tôi đã nói là tôi không dính líu gì tới cái chết của ông ấy rồi, sao các anh lại gọi tôi lên đây chỉ để nói những chuyện đó hoài vậy? Đúng là lần trước anh có nói là không có liên quan gì, và ngày hôm đó anh cũng không có đến nhà ông Khang vì đang bận việc ở bệnh viện. Chúng tôi tìm được email tố cáo tội ác của anh từ một người lạ mặt gửi cho ông Khang, trùng hợp ngay vào ngày ông ấy mất. Anh giải thích sao về chuyện này? Sếp à, chẳng lẽ người ta nói tôi như thế nào sếp cũng tin hay sao? Biết đâu những người ganh ghét với tôi, họ viết email bậy bạ rồi gửi cho cha vợ tôi để chia cắt tình cảm tôi với ông ấy. Bây giờ tôi có bằng chứng cần anh xem lại. Bấm cho anh ta coi. Đây là chiếc xe đã ra vào nhà ông Khang đến hai lần trong ngày ông Khang chết. Vậy anh có biết chủ chiếc xe này là ai không? Tôi đã nói là tôi không liên quan gì hết. Tại sao vậy? Đúng, đó là xe của tôi. Người giống người. Anh có xác định được trong clip đó là tôi không? Nhiều khi bạn bè tôi mượn xe của tôi ngày hôm đó tới nhà giáo sư Khang thì sao? Làm sao tôi nhớ hết được, công việc tôi nhiều lắm. Anh có thấy rõ mặt tôi hay không mà nói như vậy? Tôi đề nghị anh bình tĩnh lại, rót cho anh ta ly nước. Dạ. Anh đừng bao giờ chối. Ngày hôm đó anh có đến nhà ông Khang. Tại sao lần trước anh dám khẳng định là anh không có đến nhà ông Khang vào ngày 17 tháng 8? Sếp à, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi quá nhiều công việc, có thể là tôi bị nhầm. Làm sao mà tôi nhớ được hết? Mỗi ngày mỗi giờ tôi đang ở đâu, làm sao mà tôi nhớ hết được? Được. Nếu vậy á thì chắc là bây giờ anh đã nhớ rồi phải không? Vậy hôm đó anh tới đó làm cái gì? Tôi xin lặp lại một lần nữa, tôi không nhớ rõ chính xác là ngày hôm đó tôi có tới nhà ông ấy hay không. Nhưng nếu có tới thì cũng có thể là ông ấy gọi tôi tới để bàn giao công việc gì đó. Các anh cũng biết mà, ông ấy là người sáng lập ra bệnh viện, còn tôi chỉ là người thừa kế thôi. Tôi là người dưới quyền ông ấy. Cảm ơn anh vì hôm nay đã đến và hợp tác với chúng tôi. Có gì bữa khác chúng tôi sẽ mời anh đến, bây giờ không làm phiền anh nữa. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Mời anh. Không thể là lần cuối được đâu. Tôi tin là như vậy đó, đúng không các đồng chí? Dạ, dạ đúng, trung tá. Tâm lý của cậu ta có vẻ bất ổn, khá là nóng nảy, không giữ được sự điềm tĩnh mà vốn một người bác sĩ phải có. À, thưa trung tá, khi hắn xem video về chiếc xe thì tôi thấy tay phải của hắn giật liên tục. Đúng vậy, tôi cũng thấy, và có lẽ liên quan đến một chứng bệnh nào đó về thần kinh. Tất cả đều là lỗi của mẹ. Hãy bảo vệ và khuyên can em của con, đừng để nó trượt dài trong lỗi lầm nữa. Mẹ, mẹ sẽ khỏe lại mà. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều mà hại tới sức khỏe nha mẹ. Theo nguyện vọng của cô muốn cậu sở hữu toàn bộ số cổ phần này và quản lý công ty. Nhưng mà mẹ ơi, con đâu có biết cái gì đâu mẹ. Con đừng có lo, trợ lý của mẹ sẽ hỗ trợ cho con. Mẹ tin con sẽ học nhanh thôi mà. Con à, mẹ không còn ở bên cạnh con để chỉ bảo cho con nữa. Mẹ xin lỗi con. Không, mẹ ơi, con mới là người có lỗi. Từ ngày gặp lại mẹ, con chưa nói với mẹ một câu nào tử tế hết. Con chưa nấu cho mẹ được một bữa cơm. Mẹ phải sống nữa, mẹ phải sống với con tới già nha mẹ.
nghe được những lời này của con, mẹ thật hạnh phúc. Cha chỉ cần nghe được những lời này từ con, mẹ chẳng còn tiếc nuối điều gì nữa. Mẹ bỏ hai con ra đi, là vì mẹ không chịu nổi cảnh người ta ngày ngày đánh chửi mắng đội nợ. Khi đó ba con làm ăn thua lỗ, mẹ đã từng cản ba con, nhưng bà còn không nghe, cho nên mọi chuyện đã xảy ra. Chính vì điều đó làm cho mẹ tủi thân hơn, cho nên mẹ mới quyết định bỏ ra đi. Mẹ ơi, đừng bỏ con.
Con xin mẹ mà. Mẹ ơi, con chưa nói điều gì được với mẹ hết. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Anh Hào à. Mẹ ơi. Tỉnh lại đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Anh Hào, anh đừng quá đau buồn mà. Không, mẹ. Mẹ ơi. Mẹ, tỉnh lại đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Dạ, hôm nay con muốn mời cô chú anh chị đến đây. Con muốn cho mọi người xem cái này. Có gì vậy, gì vậy? Dạ. Đâu đưa coi. Để coi coi. Hên, đó bị bệnh. Dạ, mời chị. Nè, coi đi. Đó, thấy chưa? Đây là bị bệnh rồi. Thấy chưa? Đúng rồi. Vậy là... Đó, đây nè. Đó. Thầy coi đi. Nè. Không thấy không? Thấy chưa? Có. Dạ, hiện nay bác sĩ Minh đang mắc một chứng bệnh thần kinh nào đó. Luôn gặp ảo giác và mất kiểm soát. Tình hình này kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng tới công việc không chỉ riêng của bác sĩ Minh mà của cả bệnh viện. Chưa kể là cái tình trạng mất kiểm soát này kéo dài thì từ một bệnh viện nổi tiếng như Á Châu sẽ biến thành một bệnh viện tai tiếng. Với tình hình sức khỏe như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời cho cậu Minh nghỉ một thời gian để chữa bệnh, đồng thời tìm người thay thế cho cậu ấy. Nếu trường hợp cậu ấy chữa bệnh không khỏi thì chúng ta sẽ cho cậu ấy thôi việc để không ảnh hưởng tới mọi người ở đây. Mọi người nghe như vậy có đồng ý hay không? Dạ được. Được, được. Tôi đồng ý. Đúng rồi. Mẹ đã trở về rồi. Rồi mẹ cũng nhanh chóng rời bỏ tụi con như ngày xưa để tìm về với ba. Ba nhớ đợi mẹ nha ba. Còn thằng Minh, nó đánh mất mình rồi ba. Từ một đứa ngoan ngoãn, nó bị chấn động tâm lý vì bạn nó chết. Bây giờ nó không phải là một bác sĩ mà nó là một con thú dữ mất kiểm soát. Con sợ nó sẽ còn gây hại cho nhiều người nữa. Con biết làm sao đây hả ba? Nếu như ba có linh thiêng thì hãy giúp tụi con nha ba. Làm sao cho nó trở lại là thằng Minh thông minh, giỏi giang nha ba. Con xin lỗi vì con đã không thể thay ba nuôi dạy thằng Minh như lời ba trăn trối. Con bất lực vì những thay đổi của nó rồi ba ơi. Ba ơi. Chúng tôi và các thành viên trong hội đồng quản trị cùng các cổ đông đề nghị giám đốc bệnh viện nên từ chức vì hiện nay không đủ sức khỏe lãnh đạo bệnh viện. Tại sao như vậy? Bởi vì anh đang bị mắc chứng bệnh thần kinh gây ảo giác và mất kiểm soát. Dù không, tôi vẫn đang rất bình thường và rất khỏe mạnh.
Anh Minh à, đây là bằng chứng anh đã bỏ bê công việc, khiến cho bệnh viện của chúng ta trong suốt thời gian qua mang nhiều tai tiếng. Anh biết không, bệnh nhân đến với bệnh viện của chúng ta so với ngày anh mới nhậm chức đã giảm đi 40%. Đó chính là lý do mà chúng tôi phải tìm người thay thế anh. Anh còn gì để nói với chúng tôi nữa không? Mấy người, mấy người, đây là âm mưu của cô phải không? Cô muốn giành lấy vị trí này của chị gái cô trong lúc cô ấy vẫn còn đang hôn mê phải không? Mấy người hay lắm. Các người chờ đó, cô nhớ đó. Không thể nào, không thể nào mất trắng như vậy được. Mình đã tốn biết bao nhiêu công sức để gây dựng lên mới được vị trí đó, không thể nào để mất được, không thể nào để mất được. Phải có cách thôi, phải có cách nào đó thôi. Quyển Lan, đúng rồi, Quyển Lan, cô ấy là vợ mình mà. Cô sẽ tin mình, cô sẽ giúp mình lấy lại. Quyển Lan, Quyển Lan, Quyển Lan. Chị hai, chị hãy tỉnh dậy đi. Chồng chị, người đàn ông đó đã không còn làm giám đốc nữa rồi. Em sẽ từ từ rửa hận cho chị. Tất cả những gì hắn gây ra, hắn sẽ phải trả giá. Chị tỉnh dậy đi. Bệnh viện này là của chị, và chỉ của chị thôi, chứ không phải của anh ta, chị hiểu không? Chị hai. Trời ơi, chị hai, chị tỉnh lại rồi. Chị hai, chị tỉnh lại rồi đây. Chị đã tỉnh lại rồi, chị nghe lời em nói đúng không? Chị xin lỗi, vậy mà bấy lâu nay chị ghét em, và lúc nào chị cũng nghĩ xấu về em. Chị thực sự xin lỗi. Không sao đâu, chị lúc nào cũng là chị của em mà. Quyền Lan, Quyền Lan, Quyền Lan, Quyền Lan. Dạ, chạy giám đốc. Đốc. Quyền Lan đâu? Dạ. Nhanh ra. Quyền Lan, Quyền Lan. Có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Quyền Lan, Quyền Lan, mừng quá, em đã tỉnh lại rồi. Giờ anh đã tỉnh lại rồi. Quyền Lan à, mau lên, mau lên, tập trung, tập trung tất cả cổ đông, tập trung tất cả cổ đông, đuổi bọn phản bội ra. Cầm điện thoại gọi nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ mất trắng. Quyền Lan à, làm mau lên, cầm điện thoại lên. Điện thoại đâu? Điện thoại của em đâu? Gọi, gọi mau lên. Quyền Lan à, Quyền Lan, nè, Quyền Lan nghe nói nè, lại đi. Quyền Lan, Quyền Lan à, bình tĩnh. Quyền Lan, anh còn tới đây để nói vậy nữa hả? Anh là một người chồng mà tôi hết mực yêu thương, không ngờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Quyền Lan à, em nói cái gì vậy? Quyền Lan, anh hãy chờ đi, rồi luật sư của tôi sẽ đưa đơn cho anh ký. Quyền Lan à, em đang nói cái gì vậy? Anh là chồng của em, em là vợ của anh, anh yêu em mà. Quyền Lan, Quyền Lan, anh chưa hề yêu tôi. Anh chỉ yêu vị trí giám đốc bệnh viện. Anh đã lợi dụng tôi. Ngay từ đầu tôi đã mù quáng không nhận ra điều đó. Chúng ta ly hôn đi. Không đúng, không đúng. Anh yêu em, anh yêu em mà. Không đúng, điều đó không thể nào xảy ra được. Em phải nhanh chóng giúp anh lấy lại vị trí đó. Em nghe rõ không, Quyền Lan? Giúp anh lấy lại vị trí đó. Nè, Quyền Lan, anh dừng lại. Anh nghe cho rõ đi, nó không còn là của chúng ta nữa, mà là của tôi. Anh biết chưa? Anh không còn gì nữa hết. Mày nói cái gì? Không còn hả? Có chết, chúng ta cũng nè, chết. Anh làm cái gì vậy? Dừng lại đi. Chết đi. Yên tâm. Bảo vệ, bảo vệ. Hai đứa mình chết chung. Tao không chết. 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 T
lại. Tao phải giết lại. Buông tao ra. Có em đây rồi, không sao nữa rồi. Trở lại tôi ngày yêu đầu tiên, không buồn lo và ôm thù ai. Đã đi rất xa tháng ngày, để tôi ở đây cuối đường và vây quanh tôi với. Như những tội lỗi mà anh ta đã gây ra trong thời gian qua, thì hội đồng quản trị cũng trút với anh ta rồi. Anh ta không còn là giám đốc nữa. Anh ta không xứng với chị đâu. Chị hãy quên anh ta đi. Chị còn trẻ và tài giỏi, sau này chắc chắn chị sẽ gặp được người khác tài giỏi hơn mà. Bấy lâu nay chị cứ ghen ghét em, lúc nào cũng cãi nhau với em hết. Chị từng nghĩ xấu về em mọi thứ, còn em thì trước sau gì cũng tốt với chị. Chị xin lỗi em nhiều lắm. Những chuyện không vui mình đừng có nói tới nữa. Bắt đầu từ hôm nay, chị em của mình sẽ sát cánh bên nhau, được không? Không ai có quyền buộc mình rời khỏi ghế giám đốc. Mình sẽ đuổi tất cả ai dám chống đối mình. Những kẻ ở ban hội đồng quản trị bệnh viện, mình sẽ cho nghỉ việc hết. Sớm củi của chúng ta đã chính thức được một công ty địa ốc đến đây mua và xây dựng thành một chung cư cao cấp. Trời ơi. Trời ơi, cái tin này nè, tôi nghe từ lâu lắm rồi. Nghe hoài, nghe riết chán mà đến mức độ không có ai đến đây họp hết á. Chỉ có bốn cái gia đình này nè. Nói thì sao không biết nói lại. Cái giá thì nằm tuốt ở dưới sàn nhà vậy nè. Đúng rồi, mà đúng nói rồi đó. Nói cao lắm vậy. Phải đó, bồi thường giá thấp như vậy, chúng tôi có đi thuê nhà trọ cũng chẳng ở được bao lâu. Rồi còn cuộc sống của chúng tôi sau này sao nữa. Bởi vậy sao tôi chịu. Chúng tôi đầu lòng làm sao bán được. Đúng rồi đó. Tôi thấy gì nè ông tổ trưởng. Bà con ở đây á, sống ở khu xóm cũ này lâu đời rồi ha. Cuộc sống của những hộ dân ở đây á, phần lớn là lao động chân tay không hả. Cho nên thu nhập của họ từ trung bình cho tới thấp thôi. Ông thấy đó, với số tiền đền bù của chủ đầu tư vừa rồi, tôi thấy là không có thỏa đáng gì hết trơn á. Họ làm sao mà họ kiếm ra cái chỗ sống đúng mới vậy, đây đúng hả? Đúng rồi đó. Bây giờ tôi thấy như vậy nè bà con. Bây giờ mình đồng lòng mình không có mua bán gì hết thì họ không có quyền mà đuổi mình đi ra khỏi đó. Đúng rồi đó. Bây giờ mình nhất trí là mình không có mua bán gì hết trơn á. Thôi, mọi người hãy nghe tôi nói nè. Cái chuyện mà họ đến đây mua lại khu đất của chúng ta thật ra không phải là điều không tốt. Ủa vậy là ông nói vậy là sao hả ông tổ trưởng? Theo như tính tới bây giờ á, là cái xóm cũ của chúng ta là đã sống từ bấy lâu nay, mà bây giờ có nhà đầu tư đến, họ mua và họ bồi thường cho chúng ta. Tiền đó chúng ta có thể mua một miếng đất và xây lên một căn nhà nhỏ. Phần còn lại chúng ta có thể làm ăn một cái gì khác. Nếu chăm chỉ thì chúng ta có thể khá hơn. Theo như bà con cũng thấy rồi đó, xóm của chúng ta từ trước tới giờ có ai khấm khá gì đâu. Trời ơi, nè trời tôi ơi. Thấy anh mới cần phải suy nghĩ lại. Anh phải về phe bà con ở đây. Tại sao bà con ở đây người ta đồng lòng ở lại, chỉ có một mình anh là kéo bà con đi chỗ khác. Bà con ở đây từ đó tới giờ bao nhiêu năm nay sống nhờ cái chợ này nè, từ lớn đến nhỏ nè, có ai đói có ai khát cái gì đâu. Mà tại sao bây giờ phải bắt bà con rời xa, phải đi theo ý của ông? Cái này á là ông có tiền cà phê hay cái gì trong này nè? Tôi thấy như vậy nè, bà con nói ở đây là cũng có lý của bà con, nhưng mà ở cái khía cạnh của ông tổ trưởng này nói á, thì cũng có cái lý của ông tổ trưởng. Nhưng mà cái lý của ông tổ trưởng này nói á, chỉ là phù hợp với một số ít người nào thôi. Đúng rồi đó. Tôi thấy còn đa phần bà con á, khi mà nhận số tiền đền bù của nhà đầu tư á, thì họ không thể nào mà tìm ra được một cuộc sống mới ở một nơi khác. Đúng rồi. Là bởi vì sao? Vì họ sống đã gắn bó với cái khu chợ này mấy đời rồi, họ quen rồi, họ sống được rồi. Rồi tự nhiên giờ bước họ đi thì làm sao mà họ thích nghi với cuộc sống ở nơi khác được? Dù mà họ thích chứ không được thì con cái của họ sao? Rồi từ đó sẽ sinh ra những tiêu cực nè, hút chích nè, trộm cướp rồi giật dọc, rồi xã hội sẽ gánh thêm những gánh nặng nữa. Ông tổ trưởng ông phải nghĩ tới những vấn đề đó chứ. Đúng rồi. Chú Tư nghe tôi nói. Chú Tư nói chính xác á. Suy nghĩ của chú Tư á, xem ra đã có phần tiêu cực rồi. Đáng lẽ ra chúng ta đó là phải khuyến khích mọi người về một chỗ ở mới để cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đằng này chú Tư còn để cho mọi người có suy nghĩ tiêu cực nữa. Bởi vì số tiền đền bù của chủ đầu tư, đền bù cho bà con nó quá thấp. Họ đúng không thể nào mà kiếm được một cái chỗ ở mới để họ làm ăn sinh sống được. Ông tổ trưởng phải hiểu cái điều đó chứ. Thật ra là tôi muốn tốt cho mọi người thôi. Tốt cái gì mà tốt? Tốt cho ông thì có chứ. Chúng tôi sao mua nhà được, số tiền này ít lắm. Thôi bây giờ vậy đi, ai muốn bán thì bán, chứ tôi là tôi nhất định là tôi không có bán ha. Đúng rồi á, tôi đậu không đậu 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 sao mà bán được, ít tiền thì sao bán được. Xin lỗi nha, tôi có điện thoại. Alo. Xong rồi, họp xong rồi, tôi về liền nha. Để tôi ghé chợ tôi mua đem về luôn nghe. Được rồi, thôi thôi mấy người ở lại họp, tôi về trước nha. Trời ơi, họp cái gì nữa mà họp, số tiền ít gì mà bán, cái gì mà bán. Em đi về. Xin lỗi, xin lỗi, đi con chen. Này chú. Dạ. Tôi hỏi chú em cái này cái. Cho gì chú? Hỏi cái cậu vừa rồi có phải là ông chủ ở đây không vậy? Hay là chỉ là nhân viên ở đây vậy? Cậu ấy là con trai của bà Phương, vừa mới được thừa hưởng công ty này. Mà ông là ai? Ông có mối quan hệ gì với giám đốc? Ủa, thật vậy hả? Đúng rồi. Vậy thôi tôi về. Cảm ơn chú em nghe. Làm sao? Kỳ á. Tình hình căng dữ anh. Mà em nghĩ khả năng thuyết phục của anh với mọi người vậy là không được rồi. Anh thử cố thêm lần nữa thử coi. Anh yên tâm, phía sau anh là em sẽ chống cho anh. Còn phía sau em là cả một bức tường rất lớn. Còn phía sau bức tường đó đó, anh cứ yên tâm đi, toàn là thứ dữ trong ngành bất động sản không đó. Mọi người á thì anh không có lo, chứ ông Tư ông cứng quá. Anh yên tâm đi, ông chỉ là một ông thầy thuốc bình thường thôi. Những cái gì mà mua không được bằng tiền thì mình có thể mua được bằng nhiều tiền hơn. Nhưng mà còn đối với lại công ty tụi em á thì đó là chuyện nhỏ. Anh giữ cái này để mời họ ăn một bữa, còn Tư cứ để em lo hả. Rồi thôi em đi trước, bên em còn một số dự án lớn cần phải lo gấp. Chào anh. Ok, hẹn gặp lại anh nha. Chào cậu. Chào anh. Chào. Sao mình lại khổ dữ vậy? Mình không muốn làm những việc như vậy đâu. Mình làm như vậy thì không phải cho mọi người, nhưng nếu mình không làm như vậy thì mình cũng không đủ tiền để mà lo phẫu thuật cho chân của con trai. Dạ sáng nay tôi có nghe nói là cậu Minh bị hội đồng quản trị bệnh viện Á Châu buộc từ chức. Biết đâu như vậy sẽ tốt với nó hơn. Cô Diệt Linh cũng trong hội đồng quản trị, đã bỏ phiếu rút vé cậu Minh. Chắc là cậu ấy đang buồn lắm. Hay là giám đốc thử gọi và an ủi cậu ta coi thế nào. Không bóc máy hả giám đốc? Đã tắt máy rồi. Nếu là bà chủ gọi thì chắc cậu ấy sẽ nghe máy. À giám đốc, tôi có chuyện này liên quan tới cuộc sống củi, muốn cho anh biết. Chuyện gì vậy? Tôi nghe nói là có một người đang muốn thu mua khu đất này. Ý cậu muốn nói là có người muốn mua lại khu sống củi đó để làm dự án khác? Dạ. Vậy thì người dân ở đó họ sẽ đi đâu? Tôi nghe nói là sau khi mà họ được đền bù á, họ sẽ di dời sang nơi khác. Anh có thể giúp tôi tìm mọi cách giữ lại cái khu sớm củi đó có được không? Để tôi thử liên hệ với chủ đầu tư đó xem sao. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sau này tôi sẽ còn nhờ anh nhiều việc lắm đó. Dạ, tôi xin phép đi trước. Cảm ơn.
Cuối cùng ngày này cũng tới với nó rồi. Mình không thể nào mất hết tất cả được. Không ai có thể cướp hết mọi thứ của mình được. Nếu ai mà cản mình, mình sẽ giết hết. Giết hết. Không ai được cướp đi mọi thứ của mình. Mình phải giành lại hết. Đúng rồi, bà Phương. Bây giờ chỉ có bà Phương mới giúp được mình thôi. Chỉ có bà Phương mới giúp mình lấy lại được tất cả. Bà Phương, mình phải đi tìm gặp bà ấy. Bà Phương. Sao rồi ông? Đi họp kết quả sao rồi? Có thay đổi được gì không? Bộ mọi người chấp nhận bỏ cái chỗ này đi nơi khác hay sao? Thật ra cũng có người đồng tình mà cũng có người phản đối nữa. Nhưng mà ông nè, nếu như tất cả chúng ta đều đồng lòng không chịu đi thì họ cũng đâu có làm gì được. Tuy là nói như vậy, nhưng mà dân mình ở đây toàn là nghèo không hà. Công ty của người ta lớn như vậy, bây giờ mà không đồng ý cũng đâu có được. Họ cũng tìm mọi cách để lấy bằng được khu đất này hả? Nếu như bây giờ họ bức ép như vậy thì mình báo chính quyền. Chẳng lẽ bây giờ họ không sợ luật pháp hay sao? À nè, bữa giờ ông có gọi cho thằng Hào không? Sao hồi này nó đi đâu biệt tích, không thấy nó ghé nhà chơi vậy? Tôi mới gặp nó đi nè. Ông gặp nó ở đâu? Rồi có hỏi nó làm sao không ghé nhà mình không? Thôi, nó bây giờ bận rộn lắm. Đi làm bảo vệ thì phải có giờ giấc đàng hoàng chứ. Mọi khi nó vừa đi làm vừa đi học mà nó còn ghé nhà mình được, mà tại sao bây giờ nó không ghé là làm sao? Bây giờ nó hết làm bảo vệ rồi. Hết làm? Ừ. Ủa giờ nó làm gì? Làm giám đốc. Cái gì? Ừ. Thôi đi, nghĩ sao mà nó làm giám đốc vậy trời? Ông nghĩ sao vậy? Nó mà làm giám đốc chắc tôi là má giám đốc à. Tôi nói thiệt mà. Thiệt là làm sao? Thiệt. Sao ông biết? Hả? Vừa rồi tôi mới thấy nó ăn mặc rất là sang trọng, rồi đi vào công ty địa ốc, nên tôi tò mò tôi hỏi bảo vệ. Rồi cái chú bảo vệ cho tôi biết là hiện bây giờ thằng Hào nó đang làm giám đốc để thay thế cho mẹ của nó. Trời, ở công ty bất động sản đó đó. Ý ông nói là bà Phương á hả? Ừ. Vậy cũng mừng cho nó. Từ đại sắp tới á, tương lai của nó là ngon lành rồi, đúng không? Đúng là đồng tiền có sức mạnh vạn năng thiệt. Trước đây hai anh em nó đều hận bà Phương thấu xương vậy đó. Bởi vì bà ta đã khiến cho hai anh em nó phải khổ cực ở tuổi thơ. Vậy mà không ngờ khi bà ta trở về giàu có rồi, bây giờ lần lượt hai anh em nó quay trở lại với bà. Nghĩ cũng hay thiệt ha. Tôi cứ nghĩ là thằng Hào nó phải khác thằng Minh. Ai dè nó cũng giống y chang em nó. Thằng Hào không phải là đứa tham phú phụ bận. Trước giờ nó sống rất là tự trọng. Tôi nghĩ chắc là có nguyên nhân gì đây. Bà đừng có suy nghĩ lung tung như vậy. Con chào dì Dượng. À, ủa, chào con. Con tới chơi đó hả? Ngồi ngồi đi con. À, ngồi đi con. Dạ. Con xin lỗi, con có vô tình con nghe dì Dượng nhắc tới anh Hào. Nhưng mà anh Hào không phải là người như dì Dượng nói đâu. Ủa, làm sao con? Con nói vậy làm sao? Nè, dì nói con nghe nha. Nếu như nó không phải là người như vậy á, nó không thay đổi á, thì dễ gì nó chấp nhận thừa cái vị trí của má nó. Dạ, thực ra là chuyện như vậy. Đừng để nó trượt dài trong lỗi lầm nữa. Mẹ, mẹ sẽ khỏe lại mà. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều mà hại tới sức khỏe nha mẹ. Theo nguyện vọng của cô muốn cậu sở hữu toàn bộ số cổ phần này và quản lý công ty. Nhưng mà mẹ ơi, con đâu có biết cái gì đâu mẹ. Con đừng có lo. Trợ lý của mẹ sẽ hỗ trợ cho con. Mẹ tin con sẽ học nhanh thôi mà. Con à, mẹ không còn ở bên cạnh con để chỉ bảo cho con nữa. Ồ, thì ra mọi chuyện là như vậy. Vậy mà ông nói gì sao? Tôi tưởng đâu là thằng Hào có thay đổi gì tiền của má nó chứ. Ủa, tự nhiên là đổ thừa tôi. Ủa, thằng Minh bây giờ nó ra sao rồi hả con? Ờ, có lẽ là do anh ta làm quá nhiều chuyện sai trái, cho nên tinh thần anh ta không được ổn định.
anh ta như một con thú điên, sẵn sàng tấn công và giết tất cả những người mà dám cản bước tiến của anh ta. Trời đất. Mà công an cũng đang điều tra vì anh ta có liên quan đến vụ án mạng của Tuyết, và ngay cả cái chết của ba con. Trời ơi, sao mà mọi chuyện lại ra nông nổi như vậy chứ? Mà nè con, bộ thằng Hào nó không khuyên được thằng Minh hay sao? Dạ có chứ. Nhưng mà bây giờ anh ta chẳng nghe bất cứ ai. Anh Hào cũng tìm đến để khuyên can Minh, nhưng mà Minh luôn trách cứ và nói là đừng có xen vào chuyện của anh ta. Tham vọng càng lớn, nó sẽ khiến cho con người ta càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Có lẽ là do di chứng của cú sốc tâm lý từ lúc nó còn nhỏ, nó khiến cho con người của thằng Minh bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Mà nè con, con tới đây sao không kêu thằng Hào nó đi chung? Dạ hôm nay chủ yếu con đến đây là có chuyện muốn hỏi dì Dượng. Chuyện gì vậy? Con cứ hỏi đi. Dạ có phải là khu xóm cuội của mình bị công ty bất động sản thu mua lại để làm dự án khác không? Đúng rồi. Cũng vì cái chuyện này mà mấy ngày nay dì Dượng rầu muốn chết đây nè. Dạ con biết hả? Vừa rồi có người của công ty bất động sản Mặt Trời có tới văn phòng luật tìm con và nhờ con giúp họ. Trời đất, ông thấy chưa? Họ tới văn phòng luật sư đây nè, họ nhờ giúp đỡ. Thì tôi đã nói với bà rồi, người ta là công ty, người ta công ty lớn mà. Rồi giờ sao con? Nè, đừng có nói là con tới đây để thuyết phục vợ chồng này giao nhà giao đất cho anh ta nha. Dạ không, bởi vì con biết dì Dượng không đồng ý bán cho nên con mới tới đây. Con sẽ giúp mọi người giữ lại khu xóm cũ này. Hả? Có thiệt là con có cách để mà giúp đỡ bà con ở khu xóm này, giữ lại khu xóm này hả? Dạ. Vậy là yên tâm. Giám đốc đâu? Chào anh. Kêu giám đốc ra đây gặp tôi. Dạ, anh đợi em chút rồi. Dạ, tôi giám đốc có anh này tìm mà. Em đi vô trong làm việc đi. Dạ. Ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Cái gì? Anh là giám đốc ở đây à? Tại sao như vậy được? Còn bà Phương đâu? Em ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện. Tôi hỏi bà Phương đâu? Bà ta đâu rồi? Mấy hôm nay tôi không liên lạc được với bà ấy. Có phải là bà ấy biết tôi tới đây để tìm, rồi bà ấy trốn tôi phải không hả? Em tìm bà ấy để làm gì? Để kêu bà ấy bán hết công ty, đưa tôi tiền, để tôi giành lại cái chức giám đốc bệnh viện Á Châu. Tôi không thể nào mất nó được. Mày gây ra bao nhiêu tội lỗi như vậy chưa đủ hay sao? Minh, hãy đi đầu thú đi, để còn được hưởng khoan hồng. Vì những tội ác mà em làm sẽ không thoát khỏi lưới trời đâu. Chính anh, chính anh đã tiếp tay với bọn họ, đã đẩy tôi tới nước này. Bây giờ chúng ta không còn là anh em gì cả. Tôi hỏi lần nữa, bà Phương đâu? Bà ta đâu rồi? Em muốn gặp mẹ đúng không? Phải. Vậy thì đi. Buông tôi ra, đưa tôi đi đâu? Đưa tôi ra đây làm gì hả? Người mày đang muốn tìm kìa, ở trước mặt mày kia. Bà ấy chết rồi sao? Bà ấy chết khi nào? Tại sao bà ấy chết không cho tôi biết? Có phải anh không cho tôi biết là vì anh có âm mưu chiếm hết tài sản đúng không hả? Có phải là anh sợ tôi đòi chia tài sản cho nên anh che giấu cái chết của bà ta không? Mày im đi. Mày tỉnh táo lại đi, đừng lúc nào cũng chỉ biết có tiền và danh vọng như vậy. Ngày mẹ hấp hối tao có đến tìm mày với mong muốn là mày đến gặp bảy lần cuối. Nhưng khi tao tới thì mày vội đuổi tao đi, bởi vì mày không muốn cho mọi người biết mày có một thằng anh nghèo khổ và có tiền án như tao. Khi tao nhắc tới mẹ thì mày liền miệt thị bảy. Mày cho biết mày chỉ lợi dụng bảy để làm bàn đạp tiến thân của mày. Ngoài ra mày không có quan hệ gì với bảy hết. Bây giờ mày tới đây mày oán trách ai hả? Anh hai, giúp em lần này đi anh hai. Em lại anh đâu,
bán hết công ty của mẹ và giúp em khôi phục chức giám đốc nghe anh hai. Đến nước này mà mày vẫn còn u mê chưa tỉnh ngộ sao? Anh hai à, giúp em lần này đi, chỉ một lần này nữa thôi. Em không thể nào mất hết tất cả như vậy được. Đó là công sức và tâm huyết của em mà. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có được nó. Em không thể để mất nó được anh hai à. Anh hai à, im đi. Em xin anh mà, em lại anh hai mà. Tao thấy mày hết thuốc chữa thật rồi Minh à. Tao không ngờ ngày hôm nay con người của mày lại trở nên như vậy đó. Mày hãy nghe cho rõ đi. Tao không thể nào giúp cho mày bất cứ chuyện gì nữa hết. Tao không thể để cho mày trượt dài trên con đường tội lỗi nữa. Mày hãy đi tự thú đi. Anh không giúp tôi, tôi sẽ tự đi tìm con đường cho mình. Chào giám đốc bệnh viện Á Châu. Hôm nay nhìn cậu tiều tụy quá vậy. À, tôi quên bây giờ cậu đâu còn là giám đốc nữa đâu. Mày đừng vội mừng, tao sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về tao sớm thôi. Những thứ bất chấp thủ đoạn để có được cũng chẳng có được gì đâu. Mày giỏi lắm. Thằng Minh, kẻ đã hại hai người nay đã trả giá rồi. Nó đã bị trút phế chứ giám đốc ở bệnh viện rồi. Tội nghiệp của Nguyễn Lan cũng vì chuyện đó mà coi nó như kẻ thù. Giờ bên cạnh nó cũng chẳng còn ai. Và giờ đây nó cũng chẳng còn chỗ nào để đi, vì nó đã nằm trong danh sách nghi án liên quan tới cái chết của giáo sư Khang và của hai người nữa. Mấy bữa nay anh Minh có tới tìm chị không? Không. Chị không ngờ anh ta lại máu lạnh như vậy, vì mục đích mà sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn. Và chị đã vô tình gián tiếp hại chết anh Khiêm. Chị đừng nói như vậy. Có lẽ là phần phước của anh Khiêm không may, cho nên anh mới xảy ra chuyện như vậy. Chị cũng đâu có biết mọi việc thành ra như vậy. À, đợi vài ngày nữa sức khỏe của chị ổn định, em đưa chị về nhà mình nha. Ý em muốn nói là nhà của ba hả? Ừ. Tạm thời chị cũng không muốn về chung cư. Về đó chị sẽ thấy lạnh lẽo và cô đơn lắm. Với lại đó cũng là nơi có nhiều kỷ niệm của chị và anh ta. Chị ăn miếng quýt đi. Alo. Dạ em nghe. Ờ, dạ rồi rồi em đến liền. Vậy nha. Ai gọi em vậy? Bên phòng điều tra PC45. Em đi nha. Khi nào em về sẽ kể chị nghe. Ừ, em đi cẩn thận đó. Ừ. Mời vô. Chào anh. Có tin tức gì mà anh gọi tôi tới đây vậy? Mời cậu ngồi. Dạ chào anh. Ủa, em cũng tới à? Ừ. Thời gian qua, các trinh sát của phòng PC45 đã theo dõi và điều tra vụ án mạng của cô Tuyết, là y tá từng làm ở bệnh viện Á Châu đó. Theo những bằng chứng ở bên phòng PC45 thu thập được thì con dao là hung khí giết chết nạn nhân, cho thấy dấu vân tay trên con dao đó là của bác sĩ Minh. Sau khi chúng tôi điều tra những dấu vết trong phòng của ông Khang,
và luôn cả tờ di chúc cô ấy để lại, thì chúng tôi nhận thấy có dấu tay của mình hiện hữu trên đó. Và qua quá trình điều tra, chúng tôi đã thu thập chứng cứ và bác sĩ Minh đã giả chữ ký của ông Khang để sửa lại di chúc. Điều này càng khẳng định mình có dính tới cái chết của ông Khang. Chính vì vậy cho nên hôm nay tôi mới mời hai người tới đây để nói cho hai người biết chuyện này. Thì bây giờ xong rồi, mời hai người về, có gì chúng tôi mời lên để cùng hợp tác điều tra nha. Dạ. Cảm ơn rất dạ nhiều. Dạ chào anh. Mình đi. Thưa trung tá, trường hợp của Minh bây giờ tính sao? Chúng tôi đang chờ lệnh. Bây giờ phát lệnh khẩn, mau truy bắt tên Minh để về điều tra. Rõ. Minh thực sự là một bác sĩ giỏi. Nếu anh ta không quá tham vọng thì có lẽ có một tương lai rất sáng sủa. Chính tham vọng đã biến đổi con người nó. Bây giờ anh đi đâu? Anh có về công ty không? Anh về công ty có chút việc. Tối anh sẽ qua chở em đi thăm dì Dượng. Từ hôm vào công ty tới giờ anh cũng chưa đi thăm dì Dượng nữa. Em vừa mới ở đó xong nè, mà dì Dượng cũng nhắc anh suốt. Dì đang buồn vì có người tới mua nguyên khu xóm cũ để làm dự án mới. Ủa, em cũng biết chuyện này sao? Ừ, tại vì chính những người ở trong công ty Mặt Trời đã tới nhờ công ty luật của em tới cưỡng chế những nhà mà không chịu di dời á. Có chuyện đó sao? Ừ. Rồi em trả lời sao? Dĩ nhiên là em nói không rồi. Em mà làm chắc anh giận em luôn quá. Linh à, anh cũng đang tìm hiểu vấn đề này và tìm cách ngăn chặn. Ừ. Có gì em giúp anh chuyện này nha. Ừ, đương nhiên. Ừ. Vậy là tôi đã hiểu ý của anh chị rồi. Ý anh chị là muốn mua lại dự án của khu xóm củi đúng không ạ? Phải. Tôi vốn xuất thân từ nơi này, người thân của tôi cũng đang còn ở đó. Tôi muốn là khi mà tôi có điều kiện rồi, tôi sẽ quay lại nơi đó để giúp mọi người nâng tầm cuộc sống. Ồ, oh, đó là lý do hôm nay mà chúng ta gặp mặt. Hay quá. Chúng tôi là dân kinh doanh, nhưng mà anh thông cảm, quy luật của dân kinh doanh thì nơi nào có lợi nhuận nhiều chúng tôi không dễ gì bỏ qua đâu. Anh yên tâm, chúng tôi không để cho anh chịu thiệt đâu. Nếu mà chúng tôi vẫn không đồng ý thì như thế nào? Thực ra chúng tôi cũng muốn giải quyết chuyện này một cách êm đẹp, cho nên mới có cuộc hẹn gặp nhau như vậy. Là người có tầm nhìn xa và biết nghĩ, thì tôi nghĩ là anh nên suy nghĩ lại về lời đề nghị của chúng tôi. Tôi đã đứng trong thương trường này nhiều năm rồi, những lời đe dọa như vậy tôi nghe cũng không có ích. Vậy là anh chị muốn đe dọa tôi hả? Thực ra là đe dọa hay là đề nghị thì anh là người thông minh, anh sẽ biết rõ nhất. Xóm củi không phải là dự án ngon để đầu tư. Vừa rồi tôi có gặp một số người được bên anh tìm đến để bàn chuyện riêng, trong đó có cả chú tổ trưởng nữa. Hiện nay họ sẵn sàng ra làm nhân chứng nếu chuyện này ra tòa. Tôi nói như vậy chắc là anh hiểu chứ. Chúng ta đều là dân làm ăn, nên tôi cũng hiểu cái chuyện mà đụng đến pháp luật là điều chúng ta nên tránh. Thôi bây giờ vậy, nếu anh đồng ý, chúng tôi sẽ hoàn lại phần tiền mà anh đã đầu tư vào khu xóm củi. Riêng anh, chúng tôi sẽ chi một phần để gọi là bù đắp tổn thất. Anh thấy sao? Anh cứ về bàn bạc lại với công ty rồi hãy trả lời cho tôi. Nếu như mà anh chị có thiện ý như vậy thì tôi sẽ về bàn lại với sếp tôi và sẽ trả lời anh chị trong thời gian sớm nhất. Được rồi, tôi chờ tin vui của anh. Dạ, chào anh. Cảm ơn anh. Chào chị.
quả điều tra bên công an sao rồi em? Có kết quả điều tra rồi. Về cái chết của anh Khiêm, của Tuyết, của ba mình, của Mai Anh nữa, là do một tay anh ta giết hại. Là anh ta sao? Đúng, chính là Minh. Mình đã giết họ. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Có bắt được chưa? Công an đang truy tìm. Anh, em tìm anh có gì không? Anh có thể quay về bệnh viện Á Châu để giúp đỡ mọi người được không? Ủa, con chào Dượng. Con chào Dượng. Bà ơi, con Hảo con Linh tới nè. Ngồi ngồi ngồi, ngồi chơi con. Dạ. Dượng khỏe không Dượng? Ừ, khỏe. Dì với Dượng, Dượng khỏe. Sao con chào Dượng thấy dạo này con hơi ốm đó nghe. Chào con. Trời ơi, ốm gì đâu mà ốm Dượng. Con cũng vậy hả? Vậy hả? Dạ. Trời ơi, tưởng đâu giờ giàu có rồi thì quên cái nhà này rồi chứ. Trời ơi, đây là gia đình thứ hai của con mà, sao con quên được. Hôm nay chắc con bận biểu dữ lắm ha. Dạ. Công việc hiện tại con có thấy quen việc chưa? Dạ, cũng nhờ mấy anh chị ở trong công ty chỉ dẫn nên bây giờ con cũng quen rồi. Dạ, dì Dượng biết sao không? Mấy bữa nay ảnh không ghé thăm dì Dượng được, tại vì ảnh bận lo việc của xóm củi mình đó. Ủa, là chuyện gì? Con nói rõ coi. Dạ, bắt đầu từ hôm nay anh Hào chính thức là nhà đầu tư mới ở đây. Ồ, hả? Vậy là tính đuổi cả cái nhà này đi ra chỗ khác ở hay sao vậy? Dạ không không. Không lẽ giờ chuẩn bị tái định cư hả? Dạ không phải. Mọi người ở đây thì vẫn cứ tiếp tục ở đây thôi. Ừ. Ủa vậy là làm sao? Hả? Con nói rõ hơn coi. Con nói rõ hơn coi. Dạ. Con làm vụ hồi hộp quá. Chuyện gì nữa đây? Dạ là như vậy. Con tính đầu tư xây dựng ở khu này thành một khu đô thị mới. Ồ. Để những người dân ở đây có những căn hộ khang trang và cuộc sống tốt đẹp hơn. Trời ơi, được vậy rồi tốt quá rồi. Nhưng mà nè, nhà Dượng rồi gia đình Dượng ở đây rồi sao? Dạ, tất cả những người dân ở đây sẽ được tái định cư. Dạ, với giá rất là rẻ. Nên dì Dượng yên tâm. Có nghĩa là có định cư hả? Dạ. Nhưng mà có thỏa đáng không? Dạ, rất là thỏa đáng. Con làm chủ đầu tư mà, Dượng không phải lo chuyện đó. Vậy ha? Dạ. Nhưng mà phải thỏa đáng thì tôi mới lên liên chuyện trời tôi ở đó nghe. Không nè. Mà nè, con nghe Dượng hỏi nè. Dạ. Dạo này con có gặp Minh không? Nó sao rồi? Nó giờ hết thuốc chữa rồi Dượng. Nay nó đã không còn gì, bệnh thì tái phát. Hiện giờ nó đang bị công an truy nã, bởi vì nó dính líu tới mấy cái vụ án giết người. Cái thằng thiệt, tương lai đang tươi sáng như vậy, sao tự nhiên đi dính líu chi mấy cái chuyện đó. Thiệt, sao nó dại quá vậy hả? Nghe nó
Con xin phép ba cho con được thực hiện lời hứa của con với Mai Anh nha ba. Con với Mai Anh trong thời gian tới sẽ tổ chức đám cưới. Sao từ trước tới giờ em không nghe nói tới chuyện cưới hỏi này? Thì giờ nói rồi nè. Vì vậy bây giờ em đã đủ lông đủ cánh hết rồi, em có thể tự quyết định cuộc đời của mình mà. Mà dù sau này anh hai của mình có lấy vợ thì đối với anh Hào thì mình cũng là một người em trai yêu quý của ảnh, không ai có thể chia sẻ tình cảm hai anh em được đâu. Đúng rồi đó. Nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vậy, không biết tới chừng nào. Nhiều khi bí bách quá, dì nghĩ đến lúc chết chắc có lẽ dì cũng phải kéo nó theo. Trời ơi, dì nói cái gì vậy? Dù sao thì cũng còn có con với thằng Minh mà dì. Chứ để nó sống như thế này, làm sao mà dì đi mà thanh thản với yên tâm được hả con? Con xin dì đừng có nói như vậy mà. Có gì thì để cho con với thằng Minh lo. Lo làm sao được mà lo, sớm muộn gì thì hai đứa cũng phải có vợ có con đúng không? Thằng Minh nó phải có trách nhiệm với Mai Anh chứ. Mà nó có thường về thăm nhà không gì? Thì thoảng thì cũng có, nhưng mà ngồi chưa nóng đít á là nó đã đi rồi. Ông ơi gì Dưỡng? Gì? Gì? Nếu không do nó thì mẹ anh không phải chết oan ức như vậy. Mày còn trở về đây làm gì nữa? Mày đừng làm dơ bẩn chỗ này. Trước sau gì mày cũng phải trả giá cho những việc vô nhân tính mày đã làm. Tôi bị tất cả như ngày hôm nay là lỗi tại ai? Tại anh đã đẩy tôi vô con đường này. Tôi bắt anh phải trả giá cho tất cả những gì anh đã gây ra cho tôi. Anh phải trả giá. Mình... Anh phải trả giá. Anh... Mày tỉnh lại đi. Mày điên rồi. Phải. Bây giờ tôi điên rồi. Anh đã cho tôi mọi thứ, nhưng chính anh đã tước đi tất cả. Ai đã tước đi của mày? Chính sự tham vọng đã làm cho mày bất chấp thủ đoạn. Và bây giờ mày phải trả giá cho những tội lỗi mà mày đã gây ra. Tôi không còn gì hết thì anh cũng đừng mong có được. Anh cũng đừng mong có được. Mình đừng mong có được. Mình tỉnh lại đi. Mình à, nghe lời anh, quay đầu là bờ. Hãy ra tự thú đi. Anh sẽ chờ em mà Minh. Đầu thú hả? Anh kêu tôi đầu thú hả? Để tôi chôn vô cuộc đời của mình sau bốn bức tường nhà tù sao? Không bao giờ. Những ai cản bước tiến của tôi đều phải chết. Ngay cả anh Minh. Ngay cả anh Minh à. Tỉnh lại Minh. Em bình tĩnh đi mà Minh. Minh à. Mày anh, mày anh ơi, đừng mà mày anh ơi. Mình à mày có còn nhớ trước khi bà mất mà đã dặn dò điều gì không? Mà luôn kỳ vọng vào mày là một bác sĩ thành danh để giúp đời, để có thể thực hiện nguyện vọng của ba. Ta đã dốc sức cố gắng làm luôn để giúp cho mày thực hiện được tâm nguyện đó. Và hôm nay chính mày đã hoàn toàn làm ngược lại. Mình
Mày đã trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa, hành động còn hơn là cầm thú. Còn mẹ, người mẹ mà mày đã chối bỏ trong lòng, vậy mà mày lợi dụng tình mẫu tử đó để làm bàn đạp, để mày bước lên đỉnh cao danh vọng. Minh à, Minh, mẹ đã chết rồi. Mẹ vẫn quốc ức gì có đứa con như mày. Cho mày có thể như vậy hả Minh? Minh à, Minh, Minh. Anh Hào à. Minh à, Minh, Minh, Minh. Anh Hào. Minh. Xin lỗi anh Hào, chúng tôi làm nhiệm vụ. Anh, đứng ra giùm tôi. Để tôi làm nhiệm vụ. Đứng lên. Anh Minh. Anh Hào. Đi. Anh Hào, anh có sao không? Trời ơi, ba mẹ ơi, anh Hào. Nguyễn Lan, xin em hãy tha thứ cho những gì anh đã gây ra với em và gia đình em. Anh là một kẻ khốn nạn. Anh đã lừa dối tôi. Anh giết cha của tôi và giết cả con của chúng ta nữa. Anh có lương tâm không vậy anh Minh? Ngày hôm nay tôi tới đây để tôi xem anh phải trả giá như thế nào cho những lỗi lầm của mình. Tôi hận anh suốt cả cuộc đời này. Trong giấc mơ xưa khi ta đã cùng, dù cho đời mang đến lắm thương đau thì ta hẹn luôn có nhau. Giờ con đường đi vô cùng, từng cơn bão giông góp thêm miệt mù. Với những tội án nó gây ra thì mức án tử hình là không tránh khỏi. Anh đã chạy về đâu? Chào chị Yến Lan. Ừ, ráng làm việc tốt nha. Dạ. Chào chị Lan. Chào em. Chào chị Lan. Dạ. Cố lên ha. Cố gắng làm việc tốt nha. Dạ, dạ tụi em biết rồi. Lâu rồi tụi em mới gặp lại chị á.
Cảm ơn em. Các em làm việc đi. Dạ. Em chào chị. Rất là hợp á. Em xong việc rồi đó hả? Dạ em xong rồi. Em đã mua quà với trái cây rồi, chỉ chờ chị nữa thôi. Vậy thì mình đi thôi. Mày nè. Ủa, không phải mày đang bị truy nã hả? Sao giờ này mày còn ở đây? Tao mà có bị truy nã thì mấy người công an cũng chả làm gì được tao. Ờ, mày ngon. Bây giờ mày thử ra ngoài kia coi, coi nó có tóm cổ mày không. Ở đó mà mạnh mày. Thôi, đừng có nói nhiều. Hôm nay tao tới tìm mày, có một phi vụ lớn, mày có tham gia hay không? Mày không tin tao chứ gì? Vụ gì? Qua đây. Sao mày tin tao? Thì tao tin mày tại vì tài nghệ lái xe của mày. Tao tin mày làm được. Ok. Ok. Gặp lại sau. Tính tiền kìa em ơi. Alo, em nghe điện thoại nha. Ừ, em nghe đi. Con với chị Lan tới thăm ba nè. Chị hai bây giờ cũng đã thay ba quản lý bệnh viện rồi. Chị cũng đã ly dị với Minh. Minh cũng đã vào tù và trả giá cho việc làm sai trái của anh ta. Ba yên nghỉ nha. Ba, con sẽ cố gắng điều hành bệnh viện thật tốt để không phụ lòng của ba. Em Linh đã chịu về phụ giúp con, để cùng con quản lý bệnh viện rồi đó ba. Những bác sĩ cũ trước đây từng làm việc cho bệnh viện của chúng ta, con và em Linh đã lần lượt mời họ quay trở về. Con chắc là bà thấy vui lắm đúng không ba?
đã bị bắt. Đứng lại. Nhanh tay lên. Em ổn không Minh? Em ổn. Anh hai, em biết tội của em rất là nặng. Nếu như tòa kiểu án, em sẽ bị mức phạt cao nhất. Anh có thể nào nhờ Diệt Linh xin cho em được thực hiện tâm nguyện cuối cùng không? Em nói đi, anh sẽ nhờ Diệt Linh giúp em. Em có hỏi thăm ở đây, em đã hoàn thành việc hợp tác điều tra. Em muốn thăm mộ của ba và mời anh một lần cuối cùng. Được, để anh nói với Diệt Linh, nhờ cô ấy giúp nếu có thể. Em cảm ơn anh hai. Em đã đi đến nơi nào trong giấc mơ xưa khi ta đã cùng, dù cho đời mang đến lắm thương đau thì ta hẹn luôn có nhau. Giờ con đường đi vô cùng, từng cơn bão giông góp thêm nhịp mùng. Em đã chạy về đâu theo ngày tháng, anh đã chạy về đâu giữa đời. Cho lại tôi những phút bình yên, không mơ mơ phù hoa lời danh, hát lên để nghe nỗi buồn than nằm trái tim dẫn hiền, lòng tôi như hoa trái xa tháng ngày, để tôi ở đây cuối đường và vây quanh tôi với nỗi buồn. Em đã đi đến nơi nào trong giấc mơ xưa khi ta đã cùng, dù cho đời mang đến lắm thương đau thì ta hẹn luôn có nhau. Giờ con đường đi vô cùng, từng cơn bão giông góp thêm nhịp mùng. Em đã chạy về đâu theo ngày tháng, anh đã chạy về đâu giữa đời. Cho lại tôi những phút bình yên, không mộng mơ phù hoa lời danh, hát lên để nghe nỗi buồn than nằm trái tim dẫn hiền, lòng tôi như hoa trái thơm lành.
chính tử tù Nguyễn Khắc Minh thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc.